Này bot Liên Minh nha anh em, bot Liên Minh vào 19:30 hàng ngày. Ôi. Cái này nó sẽ sau khi đánh bot Liên Minh xong thì mọi người nó sẽ có ra vật phẩm. Đây, vật phẩm đây nè. Xếp hạng gui theo vật phẩm. Thì sẽ ra những cái cánh này nhá, vào nó sẽ vào sau khi mà tổng kết xong á thì đánh được bao nhiêu đồ á thì nó sẽ đưa vào đấu giá ha. Đấu giá anh em cùng nhau đấu giá rồi lợi tức thì nó sẽ chia ra cho mọi người, cũng giống như mấy game võ lâm này kia hay chơi á. Đồ họa khá là đẹp nha anh em ha. Đấy. Trước đó thì có cái hoạt động event lửa trại khá là ngon, kinh nghiệm rất là nhiều. Mình từ level 94 mà mình đi xong lửa trại, lửa trại là mình lên 96 luôn, lên 2 cấp luôn, 96 gần 97 luôn á mọi người. Đấy, mọi người thấy 96 nữa cây. Ở đây có cái cổ vũ này, ở đây là mình búp tiêu tiêu 50 kim cương xanh để mình búp. Búp mát là 20%, tăng đem 20%. Đấy. Này trong quá trình mà đánh boss á, anh em lượm mấy cái này nè. Lượm mấy cái viên đá đỏ đỏ xung quanh này nè. Đó là nó sẽ tặng thêm sát thương bổ sung cho gui của mình. Đấy, cho gui. Tăng thêm điểm sát thương cho gui trong 60 giây. Đấy. Đấy, nó để cái búp ở đây nè. Tăng đem để tấn công là còn 30 giây. Hết cái này thì mình sẽ đi ra mình nhận tiếp nữa. Đang mong chờ xem là con boss này sẽ ra cái gì. Ra nhiều đồ hay không? Đồ thì nó đồ hiển thị đây nè. Là ra cái cánh phong vũ nè. Rồi quả đêm là cái mà để mình nâng cái con tinh linh của mình lên á, nâng cái con quạ của mình lên á, huy hiệu săn bắn, rồi kinh nghiệm, đây là phần thưởng xếp hạng cá nhân, đây là sẽ được sao biển để mà mọi người mua đồ trên chợ, rồi thưởng kết boss, thưởng kết boss, nó thêm điểm cống hiến, tặng thêm sao biển nữa. Sao biển thì như mọi người biết đó, vào chợ mua đồ trang bị. Này, hiện tại là mình đang mặc full bộ bậc 5 này, có một cái dây chuyền bậc 5 nhưng mà dây chuyền này là bình thường thôi, dây chuyền hoàng kim nhưng mà nó rất là hiếm nha anh em, cái này mọi người phải đánh boss thế giới mới có được, chứ không phải là mọi người không có được đâu, nên cái dây này rất là hiếm nha. Đấy, cái dây rất là hiếm, tại mình mặc full bậc 5 thôi. Hiện tại cấp 90 dưới 110 thì mọi người mặc bậc 5 lên level 110 mọi người phải mặc đồ bậc 7 là level 110. Đấy. Mình cũng có vài món đồ level 110 rồi, săn boss ra để dành. Sắp kết thúc rồi. Anh em sau khi xem xong video này nhớ ủng hộ cho mình cách đăng ký kênh nha, để xem những cái thông báo mới nhất. Đấy, xem những cái thông báo mới nhất từ kênh của mình về con game Thợ Săn Rồng. Anh em nào có nhu cầu nạp game chiết khấu thì liên hệ mình ha, chiết khấu 15-20% so với tự nạp qua visa một momo. Hạng gui hạng 2, xếp hạng cá nhân 20, 60 sao biển, tặng thêm cái này, kỹ năng khoáng thạch ok. Đây là nó mình phải vào chợ này, này mình vừa bán được cái đôi này, chợ đấu giá, đấu giá Liên Minh nè mọi người à, đấu giá quả đêm. Này ghép cái thú linh này, này là con quả đêm nè, thú linh nè, cái nhân vật nè, tinh linh, thần binh. Ủa cái thú linh nó nằm ở đâu nhỉ? Tự nhiên mình quên mất cái thú linh nằm đâu vậy, lấy con quả này nè. Đâu chỗ cái con quạ này nè, linh năng nè, chỗ cái kỹ năng thú linh nè. Đấy, nó sẽ vào đây để nó đấu giá thì nó sẽ hiển thị cái thời gian đấu giá nha anh em. Giá 100 này là mình mua đứt, còn giá khởi điểm là 200.000. Đấy. Mua đứt là 200 chứ, mua đứt là cái lần trước, đấu giá là cái lần phía sau.
Đấy. Long cánh quạ đêm hóa thành đá hỏa viên tạo sát thương 500, số lượng cần ghép 6. Đây có huy hiệu săn bắn này. Đấu giá thì phải cần tốn cái kim cương nha. Kim cương để có huy hiệu săn bắn. Thuốc kinh nghiệm. Thuốc kinh nghiệm. Hay để mình coi mấy ông kia ổng có mua đất này kia hay không. Để hiển thị đấu giá rồi đó. Đang hỏi. Chợ này, đấu giá này. Ô, ông mấy ông này mua hết luôn nè, mua đất hết luôn nè. Đấy. Còn mấy cái huy hiệu săn bắn này thì phải mua bằng kim cương. Đấy, có mấy người đấu giá lên 32 kim cương rồi nè. Đấy. Một tiếng sau thì nó mới hết nha. Thuốc kinh nghiệm nhân 2. Cái này mọi người đi cái phó bản Luoya thì nó sẽ nhân 2 kinh nghiệm ha. Đấy. Rất rất là mọi người biết như đi cái đó là nó lên level rất là nhanh đó mọi người, giống như là hoạt động mà kiếm kinh nghiệm chính của mỗi ngày luôn á. Mỗi ngày nó cho mình hai hai lần để đi. Mỗi ngày hai hai lần vào cái huyễn cảnh này. Đấy, kinh nghiệm rất là nhiều nha mọi người ha. Kinh nghiệm rất là nhiều. Anh em cố gắng đi mấy cái hoạt động đó. Ok, nói chung là review sơ qua cái đó thôi, tại vì mình đang mong muốn là mình nếu mà team mình đánh được cái cánh đó, cái liên minh của mình đánh được cái cánh đó thì xem mọi người đấu giá như thế nào. Nhưng mà ở đây mọi người không đánh được cái cánh nên thôi. Thì mình xin kết thúc video tại đây ha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.